Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại mình đang có mặt tại thủ đô Hà Nội và bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi khám phá thủ đô Hà Nội nhé. Và hiện tại mình đang có mặt tại Hồ Tây. Đường này đường Hồ Tây nha mọi người nhé. Và bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi thăm một nơi, đó là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhé. Hà Nội 36 phố phường. Anh em mà xuống đây lần đầu có khả năng lạc là bình thường đấy mọi người ạ. Đang Ngọc Hà sao ấy? Mình đang ở quận Ba Đình rồi. Hiện tại mình đang đi ra chỗ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhá. Đường ra Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
vừa nhìn thấy rồi. Đằng xa xa kia chính là lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nha mọi người nha. Và bên cạnh đây là những cái tòa nhà Quốc hội. Đấy, sắp đến cái tòa nhà Quốc hội đây. Đây chính là tòa nhà Quốc hội nha mọi người nha. Ô vài tiếng lòng vòng và mình đã đi gửi xe và bây giờ mình đã vào trong được chỗ lăng Chủ tịch rồi. Lại đang có mặt tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tòa nhà bên kia là tòa nhà Quốc hội. Mày thử toát ra xem nào.